Cái này được 3 con các bạn này, xuống bờ hết. Mà sẽ quay cho bác cùng xem. Các bác thấy em cắm keo như này đã ổn chưa? Đấy, bây giờ em đây các bạn, có đây một con, đây hai con nữa các bác nhá. Anh em xin chào toàn thể các bác làm thợ bẫy cò trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay là lại một cái buổi tiếp tục của ba anh em nhà em đi đánh cò các bác nhá. Đấy, vẫn cái gánh rồng quê em. Em sẽ quay cho các bác cùng xem đây. Và hôm nay em đi đánh cùng thêm một cái con cò tập sự các bạn, cộng một với con cò diều. Hôm nay vẫn là đánh ở chuông và ở bờ đấy, đánh ở giật ở bờ và sau giật ở chuông. Thì đây là cái một cái con cò tập sự, hôm nay thêm một anh nữa đánh, vẫn là ba anh em nhưng mà hai anh đi đánh, em quay phim đấy. Thêm một con cò tập sự ở đây các bác nhá, thì đánh ở đầu trên này, nó nhìn xuống thì bắt đầu tiếp tục là đánh con cò diều bên trên kia, không biết là có hiệu quả không. Các bác thấy cái cách này của em có hiệu quả không nhỉ? Nếu mà các bác chuyên đi đánh làm thợ mà có nhiều kinh nghiệm thì hãy chỉ bảo cho em nhé. Đây một cái con cò tiếp theo đây các bác. Đây. Đây, em zoom xa thì nó cũng hơi mờ một chút. Đấy, thì con cò bay này là vẫn cái con cò kiếm cơm mọi hôm, còn vẫn con cò giật đuôi các bác. Đây một con cò giật đuôi. Như bác nhiều kinh nghiệm thì hãy chia sẻ với em xem đánh cách này ok không nhá. Em cũng chia sẻ lại là đây em sẽ đánh một cái con cò tập sự đây. Đấy, con cò tập sự đây. Cho nó giật từ đằng trên trên này về nhá. Đấy, giật từ đằng trên này về. Nếu mà khi cò nó lững rồi thì mình lại tiếp tục đánh cho nó về theo chuông hoặc là về theo bờ bên trên kia em cắm keo. Đấy, xem các bác xem như vậy có ổn không. Còn bây giờ em sẽ tắt máy quay đi. Tí nữa có cò thì em sẽ quay cho các bác cùng xem. Vâng, cái đàn đầu tiên này các bạn này. Này 2 4 6 8 9 con các bác nhá. Bác ở trên mọi miền tổ quốc đã đi nhiều chưa? Đây chưa? Bay kính trời luôn. Mới có theo không? Các bạn. Một con theo bờ. Hai con thôi nhá. Ui, kín trời luôn các bác ơi. Mày vỡ cò rồi các bác ạ. Được hai con nữa quá. Đằng này chín mà. Đằng này đông lắm, lại theo mấy con nữa. Ba con các bác nhá. Con vẫn đang theo, năm con đã bỏ đi các bạn. Một con các bác ở Thái Nguyên, Hà Nội, Lạng Sơn, các tỉnh lân cận đánh nhiều chưa? Em đánh như này hết cò rồi, không bay được về các bác nữa. Con vừa xong đây các bác nhá. Đấy, được hai con. Thì tiếp tục là trước mặt này lại có một đàn rồi các bác. Đàn này đông lắm các bác. Hôm nay cò ra đàn đông lắm các bác. Các bác ở trên mọi miền tổ quốc đây em ạ. Soi cho các bác xem.
Đây các bạn, các bác ở trên mọi miền Tổ quốc thì hôm nay quà ra nhiều không? Nếu mà nhiều thì chia sẻ bình luận cùng em nhé. Ủa đàn này chắc phải 20 con các bạn, không biết có theo không. Em sẽ u chung. Đấy các bạn, đấy, các bác đấy nhìn thấy chưa? Máy quay nó hơi mờ các bạn. Ui theo luôn. Kính trời luôn các bạn. Không biết mấy con theo. Rất là nhiều các bạn. Bài chuông một, theo chuông một. Một chú. Kính trời luôn các bạn. Đằng kia không biết theo bài không. Đây các bạn, vẫn kính trời luôn. Con quay về. Các bác mấy hôm nay đánh nhiều chưa? Ở đây lại một đàn nữa các bạn. Đồng thưa. Mày quả ra vỡ quả luôn các bạn. Mày em lại không đánh được nhiều. Không theo quả rất là sộ khôn. Toàn bay về các bác Bắc Linh Hà Nội thôi. Đây các bác nhá. Cái này được 3 con các bác này. Xuống bờ hết. Mà sẽ quay cho các bác cùng xem. Các bác thấy em cắm keo như này đã ổn chưa? Đấy bây giờ em đây các bác. Có đây. Có con. Đây 2 con nữa các bác nhá. Thì em lại tắt máy quay đi đây. Đấy tí có cò thì em sẽ quay cho các bác cùng xem nhá. Đây là cái thành quả của ngày hôm nay các bác nhá. Hôm nay được chục con cò rồi các bạn. Cò bay cũng nhiều nhưng mà nó không theo mấy. Chắc là các bác ở dưới xuôi đánh cò ấy, nó theo hết bên dưới đấy rồi. Đây các bác chụp một cò. Và được thêm 20 dã run các bác nhá. Nói chung là cũng đánh thêm đi. Dã run này cũng đủ ngày công các bạn. Đấy 20 dã run. Cứ 22.000 một con là cũng 20 là cũng 450 rồi. Khoảng 450 thôi. Dã run rất là béo rồi. Đây em sẽ quay cho các bác cùng xem. Đấy, ở bên kia này em đánh dã run các bác nhá. Còn ở bên dưới kia thì anh em đang thu keo về rồi. Nhưng mà sẽ xuống dưới đấy, vừa lên bắt dã run. Hôm nay em đi đánh cò đen lắm không ạ? Các bác ở trên mọi miền Tổ quốc đánh được nhiều chưa? Mấy hôm nay có đánh được nhiều không?
Nhưng mà đây, đây mấy anh em đang thu được rồi. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây các bác. Để hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Nếu mà các bác mà thấy hay thì hãy ấn một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Để em có động lực ra những video mới nhất.